Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Một trong những con ôm ly hàng khủng của dòng Onkyo lại về cửa hàng và lại được lên sóng ngay để các bác có thể tham khảo. Nếu có nhu cầu thì có thể giao dịch. Đây là một trong những con ôm ly có thiết kế cực kỳ đẹp của dòng ôm ly cổ hộ. Không chỉ của hãng Onkyo mà nói chung là dòng ôm ly cổ hộ. Nó có tên gọi là 722N2-160. Cửa hàng sẽ quay giới thiệu tổng thể trước, rồi sau đó sẽ test nhạc và cho anh em xem nội thất. Nó là một sản phẩm trau chuốt của hãng Onkyo. Sau của sản phẩm, bề ngang của con này nó tầm 44-45cm anh em nhé. Nó đánh 3 đôi loa ABC và có A cộng B, A cộng C gì đó. 200W điện 100V, sản xuất tại Nhật đó. Hồi gỗ, hai hồi gỗ hai bên và nó ốp vào cái tấm kim loại sơn giả da đây. Nó là một mẫu âm ly trau chuốt của hãng, nó thể hiện ở những chỗ này, sơn giả da và bên trong nó cũng có nắp che cho từng bộ phận riêng biệt, cho bộ phận âm sắc, cho bộ phận nguồn, cho bộ phận sò đó. Nó có thể ghép được rất nhiều loa bởi vì nó là một mẫu âm ly khủng. Các bác có các dòng loa của Nhật gấu nha, của Yamaha NS690, NS1000 ghép vào con này hết thuốc luôn. Đó là một trong những con âm ly mà nó trị dòng loa đấy. Hoặc là các dòng loa Onkyo, Diatone của Nhật, loa Mỹ, loa châu Âu đánh được hết. Dòng Onkyo này ngoài cái việc là chơi loa Nhật, nó còn đánh rất hay loa Mỹ và loa châu Âu. Và bản thân con âm ly này nó ghép được rất nhiều loa. Tại sao như vậy? Bởi vì nó là một con âm ly khủng, khỏe, hay. Và trên mặt của nó có rất nhiều chi tiết. Những con âm ly mà nó thiết kế chi tiết thì nó mới có những cái cần gạt mà nó chia khoảng ra như này. Đó là những khoảng cắt tần, khoảng giới hạn âm sắc. Anh em hãy nhìn kỹ cái mặt tiền nha. Nó đẹp xuất sắc luôn. Tầm giá này, tầm giá 9.500.000 đồng thì chắc chắn là phải là hàng đẹp rồi anh em ạ. Sau đây sẽ mở nhạc và test sản phẩm. Có hồi gỗ là 44 anh em nha. Có hồi gỗ và nó tầm 48. Nó sẽ tầm 47. Đó là chưa có hồi gỗ là 44. Chiều cao 15. Chiều sâu. Ngày chiều sâu là 35 anh em nha. Tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đào. Những bụi tan trường
thường hay tìm nhau say mơ ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để tự giả lên lại là một đoạn nhạc một tí nhạc trẻ để cho nó sôi động nhé. Xuân sắp đến rồi. Ôn Kio 722N2 cạnh 160 9.500.000 đồng. Hàng bãi đẹp mê ly. Đẹp mê ly. Đi vào trang thơ vừa ban sơ thành công tình nhớ hàng tình cá bay bờ lối em đi thì ngày muốn khác nào không thấy chỉ toàn chua chát xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy sơ sát xiết đôi tay mặc ngồi đây đây nhìn trời mây duyên mình ai lấy tiếng hai than thở lòng yêu vắng làn sương khói bao bì trách do thân phận anh chẳng thể là một mẫu ly khỏe, anh em cũng có thể ghép vang hát karaoke nhẹ nhàng hoặc là chơi nhiều thể loại nhạc anh em nhé. Những con đông ly khỏe nó sẽ làm được điều đó. Ngoài việc nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc DJ hoặc remix chơi hết. Còn những con đông ly mà nó kiểu nó cấu tạo ấy, nó đơn giản thì nó sẽ khó chơi được những thể loại nhạc này vì nó đánh nó không có lực. Nhưng cái loại đấy thì nó sẽ rẻ tiền mà nó lại chơi kiểu cái kiểu nhạc là kiểu nhạc nhạc cổ nhẹ nhàng. Nghe nhạc nó có nhiều kiểu mà các bạn. Không cho nhau một lần rồi thôi, không cần nhau nữa đâu. Đêm sông xưa đời mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu. Áng mây bay ngang trời tờ, ân tình trôi thế thôi. Lòng không nói đây là địa chỉ cửa hàng rõ ràng, quý khách hàng có thể đến tận nơi mua hàng. Còn cửa xa đặt cọc cửa hàng sẽ gửi đi cho các bác. Con đông ly này cửa hàng test rất kỹ và chi tiết, nếu bác nào có nhu cầu thử xem kỹ nhá. Giá chuẩn là 9.500.000 đồng giá tại cửa hàng. Còn tiền ship nếu các bác ở xa các bác sẽ phải trả cho nhà vận chuyển.